Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo video phần 1, đây là video phần 2. Những danh từ phổ biến được sử dụng trong thị trường tài chính cryptocurrency. Quý vị là những nhà đầu tư lâu năm chuyên nghiệp thì quý vị coi như ôn lại những gì đã biết. Còn quý vị là những nhà đầu tư mới thì quý vị nên tìm hiểu cũng như xem đi xem lại và tìm hiểu cho thật kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định đầu tư cho bản thân mình. Đây là những danh từ rất phổ biến được sử dụng trong thị trường tài chính crypto. Bất cứ một trader nào, dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì quý vị cũng nên tìm hiểu cho thật kỹ. Rồi, danh từ thứ nhất đó là long short, là lệnh mua bán. Long mua là bạn dự đoán giá sẽ tăng, còn short sell là bạn dự đoán giá sẽ giảm. Danh từ thứ hai là entry, là điểm để vào lệnh. Tức khi giá chạm đến mức entry thì quý vị sẽ vào lệnh long hoặc short. TP là viết tắt của take profit. Đây là điểm chốt lời. SN là viết tắt của stop loss, là điểm cắt lỗ. Dù quý vị có là một trader chuyên nghiệp lâu năm đến như thế nào thì quý vị cũng phải luôn có một cái điểm chốt lời cũng như là một cái điểm cắt lỗ. Danh từ tiếp theo là uptrend, là giá của một cặp tài sản đang liên tục tăng. Và đối diện với uptrend đó là downtrend, là giá của một cặp tài sản đang liên tục giảm. Sideways, giá của một cặp tài sản tăng giảm liên tục nhưng biên độ tăng giảm không cao. Khi giá sideways còn được gọi là thị trường đi ngang, hay người ta còn gọi là điều chỉnh. Uptrend, downtrend và sideways, đây là ba cái xu hướng chính của thị trường đi lên, đi xuống và điều chỉnh. Tiếp theo là breakout, sau một thời gian dài điều chỉnh sideways, giá của cặp tài sản sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để hình thành một xu hướng downtrend hoặc uptrend rõ ràng hơn. Hành động này được gọi là breakout. Backtest hoặc là retest, sau khi giá đã phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì nó sẽ quay lại vùng kháng cự hỗ trợ này một lần nữa để xác định tâm lý thị trường trước khi chính thức hình thành một xu hướng tăng hoặc giảm. DCA, Dollar Cost Average, đây là từ viết tắt của trung bình giá hay còn gọi là quân bình giá. Một số danh từ liên quan đến các mẫu nến, các mô hình nến tăng, nến hammer, mô hình nến búa, nến inverted hammer, mô hình nến búa ngược, bullish engulfing, mô hình nhấn chìm tăng, pricing knife, mô hình nến xuyên, morning star, mô hình nến sao mai, three white soldier, mô hình ba chàng lính. Các danh từ mô hình nến giảm, nến hanging man, mô hình người treo cổ, nến shooting star, mô hình sao băng, nến bearish engulfing, mô hình nhấn chìm giảm, nến evening star, mô hình sao hôm, nến three black crown, mô hình ba con quạ đen, nến dark crown cover, mô hình mây đen che phủ. Vâng, thì đây là những cái danh từ được sử dụng rất phổ biến trong các biểu đồ nến mà ở những video trước
tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị. Tiếp theo là một số chỉ báo kỹ thuật. Đường SMA. SMA là một chỉ báo kỹ thuật tuy đơn giản nhưng lại được nhiều trader lựa chọn. Chỉ báo này hỗ trợ rất nhiều trong việc xác định xu hướng dài hạn của thị trường, đặc biệt là đường SMA 200 với một tín hiệu như giá nằm trên đường SMA 200 thể hiện thị trường đang bước vào uptrend dài hạn. Giá nằm dưới đường SMA 200 cho thấy rằng thị trường chuẩn bị downtrend hình thành. Tiếp theo là chỉ báo RSI. Những tín hiệu mà chỉ báo RSI mang đến có tỷ lệ lợi nhuận tương đối tốt cũng như độ rủi ro không cao. Chẳng hạn như khi RSI ở dưới mức 20, tức vùng qua bán, thì đây chính là một cơ hội tốt để quý vị vào lệnh mua. Ngược lại, quý vị có thể đạt lợi nhuận tương đối cao khi vào lệnh bán tại thời điểm mà SRI ở trên mức 80, hay còn gọi là vùng qua bán. Chỉ báo Candle Channel. Candle Channel hay là kênh Candle là một chỉ báo cổ điển vô cùng hiệu quả khi giao dịch các khung D1, H4 hay H1. Có rất nhiều chiến thuật mà quý vị có thể giao dịch cùng Candle Channel như đánh theo breakout hoặc pullback. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể dùng hai đường kênh trên và dưới của chỉ báo để làm vùng kháng cự và hỗ trợ. Chỉ báo KDJ. Nếu là một trader mới nhưng thích đánh lướt sóng thì đừng bỏ qua chỉ báo KDJ. Sự giao cắt của đường KDJ trên các vùng quá mua và quá bán sẽ là những tín hiệu tốt để quý vị đặt lệnh mua hoặc bán. Chỉ báo KDJ có thể sử dụng hiệu quả trên các khung H1, H4, M30, M15, v.v. Hy vọng với một số thuật ngữ cơ bản trên đây đã giúp quý vị không còn bỡ ngỡ khi bước vào các kèo giao dịch, từ đó tìm hiểu kiến thức giao dịch cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. Và đến đây tôi xin kết thúc video này.